Vâng, xin chào bác, bên Vinh Kiến Sư Đạp. Bác mai giới thiệu bác một mẫu touring cao cấp thương hiệu Gian, model Gian XKEP SR1. Thì đây trong một trong những cái dòng Gian touring mà em giới thiệu rất nhiều trong thời gian vừa qua. Dòng Gian XKEP thì đây là một trong những cái mẫu mà được đánh giá rất là cao. Tổng thể xe đánh giá rất là mới và xe về hôm nay là mẫu Gian XKEP SR1 với tông màu chủ đạo tông màu đen. Và bây giờ xin mời nhóm tổng thể chiếc xe. Vâng, xin cùng với bác đây là mẫu Gian XKEP SR1. Có nhiều bác hỏi em về những dòng touring cao cấp của thương hiệu Gian. Đây là một trong những model cao cấp của Gian touring, dòng Gian XKEP SR1. Bên em thường thì về hai mẫu dòng Gian là Gian touring XKEP SR2 và XKEP SR1. Đây là mẫu XKEP SR1, dòng Gian cao cấp của dòng touring, được đánh giá rất là nhiều trong những hội xe đạp đua touring. Tông màu là tông màu đen, rất là khỏe xe, màu đen lì. Điểm nhấn trên khung xe là những màu xanh và màu đỏ, điểm chỉ đỏ trên khung xe. Xe đánh giá rất là mới, 90-95% xe. Đây là cái bức ni lông của nó nhé. Nó xước đâu. Khung còn rất là đẹp, còn rất là mới luôn các bác nhé. Cũng rất là ít về cái dòng Gian touring XKEP mà được mới như vậy. Khung nhôm alloy XL. Những video trước em đã nói là những dòng nhôm alloy X được làm từ khung xe Gian. Thì dòng model SL này là dành những dòng xe Gian cao cấp của dòng nó xe thương hiệu Gian. Xe chạy dây ôm sườn. Đây là một trong những mẫu mà bên cửa hàng bên em rất là bán chạy của dòng touring Gian XKEP SR1 và SR2. Cổ phốt ghi đông chính hãng nguyên bản theo xe của Gian. Tay lắm cao su đúc chính hãng của Gian luôn các bác nhá, nguyên bản theo xe. Chuông nó về là có nguyên bản em để nguyên. Xe sử dụng với 9 tầng lip chính hãng của Shimano Alibio. Đằng trước sử dụng với cụm phanh dầu thủy lực. Cổ phốt ghi đông chính hãng của Gian. Cái miếng đằng trước này đây, miếng nhựa phản quang đằng trước sau thì nó cũng còn nguyên xe. Bây giờ phải em sử dụng với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano Alibio. Đằng sau sử dụng với đằng sau là cụm phanh dầu thủy lực. Lớp sơn của nó rất là bóng, màu đen lì. Vành chính hãng luôn bản theo xe, vành của Gian, vành đĩa kết hợp với những dòng xe đua chuyên dành cho xe đua vành đĩa nhé. Vành chính hãng của Gian FX2, vành nhôm bản 3 phân. Lốp vẫn còn rất là mới. Kích thước lốp 700x28cm. Cọc yên bản cho xe, cọc yên nhôm. Yên của Gian với bản cho xe. Cùi đĩa Shimano. Gạt đĩa của Shimano Alibio 3 tầng đĩa. Xe trang bị đằng sau là củ là Shimano Alibio 9 tầng lip. Lip này không? Lip xích còn rất là mới luôn. Lip nguyên bản trong xe. Cái miếng lato bên trong của lip này cũng còn rất là mới trong suốt này, không nhìn rõ này. Vành đằng sau là vành chính hãng của Gian, vành FX2. Còn lại em về em trước là dòng là size S. Model Gian XKEP SR1 thôi. Về cốt chính hãng của Gian. Rất nhiều bác hỏi em về dòng là Gian XKEP, dòng Gian cao cấp. Thì em về một chiếc dòng XKEP SR1.
rất là mới. Bây giờ chúng ta sẽ có đứng vào khung xe. Còn chúng ta có đứng vào khung xe là size 48. Chiều cao ngang của khung là size 53. Chiều các bác là 1m60 trên 1m7, tức là size S. Một trong những cái dòng xe touring gian X-Cape rất là bán chạy trong cửa hàng bên em. Rất nhiều các bác đã từng đi cũng dòng gian X-Cape này rồi, trong những group của dòng touring. Được rất nhiều bác đánh giá rất là cao, rất là bền bỉ và tiện lợi cho các bác đi thể thao nhẹ nhàng, hoặc đường phố, hoặc những cung đường thuật. Và sẽ trang bị với 9 tầng lip, lip xích cũng rất là mới. Lên lip đây. Cú lip. Bên phải em trang bị với 3 tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa. Rộng rất là bon luôn. Xe rất là ít sử dụng nhưng mà còn rất là mới. Xe đánh giá tầm 90-95% xe. Dòng touring cao cấp của gian dòng touring FL1, X-Cape FL1. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc gian touring cao cấp của thương hiệu gian, model gian X-Cape FL1. Mà xe mới rất là mới, em đánh giá tầm 90-95% xe. Và xe đã tốt hơn em là 9 triệu rưỡi, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là con đường liên hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe nào, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Bọn thầy các xin ngày mai.